Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 20 tháng 2 sẽ gửi đến quý vị một số tin tức đáng chú ý như sau. Cảnh sát Ottawa áp sát những người biểu tình cuối cùng, thề sẽ bắt tất cả những người tham gia phải chịu trách nhiệm. Lối vào cửa khẩu Surrey tỉnh BC đã bị đóng cửa do có một đoàn xe biểu tình mới các cuộc biểu tình cũng được thiết lập gần đường biên giới Saskatchewan. Thủ hiến tỉnh Alberta cho biết tỉnh sẽ phản đối luật khẩn cấp liên bang tại tòa án. Ukraine nhận súng máy, thiết bị giám sát từ Canada khi mối đe dọa từ Nga gia tăng. Cập nhật thông tin về thời tiết, cảnh báo bão tuyết ở phía nam Manitoba, Alberta và bão ở khu vực Maritimes. Canada đã đạt 26 huy chương tại Olympics Bắc Kinh 2022 khi lễ bế mạc diễn ra vào Chủ nhật. NATO cho biết mối đe dọa Nga có thể xâm lược Ukraine mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Người đứng đầu khối châu Âu đã cho biết Nga có thể bị cắt khỏi thị trường tài chính, hàng hóa công nghệ cao và đối mặt với các lệnh trừng phạt năng lượng. Canberra cho biết Hải quân Trung Quốc đã chiếu tia laser vào máy bay quân sự của Úc Bão Eunice đã tàn phá khắp châu Âu, 16 người thiệt mạng và hàng triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện trên khắp châu Âu. 12 người vẫn mất tích sau khi lửa nhấn chìm phà Hy Lạp, Ý. Quả dâu tây khổng lồ lập kỷ lục Guinness thế giới. Và câu chuyện của một người đàn ông đã sống trong rừng Singapore 30 năm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada Mời quý vị theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Cảnh sát Ottawa áp sát những người biểu tình cuối cùng và nhất quyết bắt những người tham gia phải chịu trách nhiệm. Khi cảnh sát tiếp tục giành lại các phần của trung tâm thành phố từ những người chống lại xin. Cảnh sát trưởng tạm thời của Ottawa tuyên bố sẽ truy bắt tất cả những người tham gia phải chịu trách nhiệm, ngay cả khi phải mất nhiều tháng. Cho đến thứ Bảy, cảnh sát của thành phố Ottawa cho biết họ đã bắt giữ thêm 47 người, với tổng số 170 người đã bị bắt giữ và đã kéo đi 53 chiếc xe kể từ ngày thứ Sáu. Cảnh sát cũng thu giữ 22 biển số xe và đình chỉ 11 đăng ký điều hành xe thương mại. Vào tối thứ Bảy thì cảnh sát cho biết trên Twitter rằng những người biểu tình đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng vũ khí. Do đó mà theo lời của cảnh sát cho hay họ đã phải triển khai vũ khí tác động tầm trung. Trong khi một số người biểu tình đã tự rời khỏi khu vực thì cảnh sát trưởng lâm thời Steve Bell cho biết cảnh sát vẫn sẽ tích cực xem xét để xác nhận danh tánh của những người đã tham gia biểu tình và đưa ra các biện pháp trừng phạt tài chính cũng như các cáo buộc về tội hình sự lần đầu tiên sau hơn 3 tuần khu vực của đội quốc hội vắng bóng người biểu tình. Một đội lớn cảnh sát từ các lực lượng trên khắp nước đã giành lại đường Wellington Street từ những người biểu tình và giải tỏa đám đông xung quanh đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia và đuổi họ ra khỏi khu vực nghị viện và đưa họ về phía nam O'Connor Street. Một số người bị bắt giữ đã mặc áo giáp, có lựu đạn khối và pháo hoa trong túi sách, cảnh sát cho biết một số cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui chống bạo động và đeo khiên che mặt và xịt hơi cay vào đám đông. Vào ngày thứ Bảy, thì tòa nhà quốc hội đang ở trong tình trạng được giữ an toàn. Nghĩa là các phòng ở phía bên ngoài đã bị khóa và các nghị sĩ đã tiếp tục tranh luận về đạo luật khẩn cấp lần đầu tiên đã được kích hoạt trong lịch sử của Canada và họ đã được khuyến cáo không nên rời khỏi tòa nhà. Trẻ em vẫn trong đám đông biểu tình bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại của cảnh sát và Hiệp hội Viện trợ Trẻ Em Ottawa là phải đưa các trẻ ra khỏi khu vực ngay lập tức. Cảnh sát Ottawa cho biết bốn người chủ chốt đã tổ chức cuộc biểu tình của đoàn xe đã bị bắt giữ. Vì đoàn xe đã làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh tại địa phương, các quan chức của liên bang hôm thứ Bảy thông báo khoản tài trợ 20 triệu đô la sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp vì cuộc biểu tình của đoàn xe mà họ buộc phải đóng cửa. Chính phủ cũng cho biết 76 tài khoản ngân hàng trị giá 3,2 triệu đô la đã bị phong tỏa do có quan hệ với đoàn xe theo quyền hạn của đạo luật khẩn cấp. Hai trong số những nhân vật hàng đầu đứng sau cuộc biểu tình chống chính phủ ở đời quốc hội là Pat King và Tamara Leach sẽ ra hầu tòa để điều trần tại ngoại vào thứ ba họ đang phải đối mặt với cáo buộc phá hoại, xúi dục phá hoại, xúi dục không tuân theo lệnh của tòa án và xúi dục cản trở cảnh sát. Pat King, 44 tuổi, đến từ Red Deer, Alberta, đã phát trực tiếp vụ bắt giữ của mình trên Facebook vào thứ Sáu. Tamara Leach, 49 tuổi, đã xuất hiện tại tòa hôm thứ Bảy, đeo khẩu trang để điêu chân tại ngoại, nhưng một thẩm phán tại Ontario sẽ quyết định vào ngày thứ ba liệu có cho Leach tại ngoại hay không. Trong khi cô Leach muốn trở lại Alberta ở bên chồng con và cam kết một khoản tiền 5.000 đô la để tại ngoại. Và nói rằng khoản ấy là tất cả những gì cô ấy có. Cô ấy hứa sẽ rời Ottawa bằng xe và từ bỏ chủ trương phản đối và cho biết sẽ cần vài ngày để thực hiện những thỏa thuận vì không có hộ chiếu phát sinh cần thiết cho phép đi máy bay và đồng thời tài khoản ngân hàng của Leach hiện đã bị đóng băng. Người tổ chức cuộc biểu tình khác là Chris Barber đã được tại ngoại với số tiền 100.000 đô la và điều kiện là anh ta rời Ontario và không ủng hộ đoàn xe hoặc có bất kỳ liên hệ nào với các nhà tổ chức biểu tình lớn khác. Vài trăm người biểu tình đã tuần hành ở thành phố Toronto vào thứ Bảy để chống lại các quy định về vắc xin COVID-19. Những người biểu tình đã vẫy cờ Canada với nhiều kích cỡ khác nhau và bóng còi in nổi. Ban đầu thì họ tập trung tại công viên Queen's Park trước khi tiến vào trung tâm thành phố. Qua đêm, để đề phòng các cuộc biểu tình tái diễn tại cơ quan lập pháp Ontario, cảnh sát Toronto đã đóng cửa một số những con đường ở trung tâm của thành phố và đây là ngày cuối tuần thứ ba liên tiếp, cảnh sát đã phải tạo ra một vành đai hàng rào xung quanh Queen's Park để ngăn chặn những người biểu tình tiến vào địa điểm này. Cảnh sát cho hay một số xe tải đã đến thành phố vào đêm thứ sáu để gây rối. Các tuyến đường bị đóng ảnh hưởng đến khu vực giữa Church Street ở phía Tây cho tới Spadina Avenue và từ Davenport Road ở phía Nam cho tới Queen Street West. Và cảnh sát cho hay các tuyến đường này sẽ mở lại một khi an toàn. Một chánh án đã gia hạn lệnh cấm tạm thời người biểu tình ở cầu Ambassador tới vô thời hạn. Thành phố Windsor của tỉnh Ontario đã tiếp quản từ Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng xa hơi vào thứ Sáu với tư cách là người nộp đơn xin gia hạn lệnh cấm này. Chánh án tòa thượng thẩm là ông Jeffrey Morawat đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào ngày 11 tháng 2. Những người biểu tình cũng đã được thông báo bởi cảnh sát nhưng cuối tuần đó đã xảy ra hàng chục vụ bắt giữ và buộc tội. Nhiều xe đã bị kéo đi, cảnh sát tiếp tục hiện diện tại thành phố Windsor và cây cầu Ambassador đã được mở cửa trở lại. Tại tỉnh BC, lối vào cửa khẩu ở Surrey bị đóng cửa do có một đoàn xe biểu tình mới. RCMP cho biết, lối vào cửa khẩu của đường cao tốc Pacific Highway ở Surrey, BC đã bị đóng cửa hôm thứ Bảy khi một đoàn xe mới xuất hiện để phản đối các biện pháp COVID-19 vào thứ Bảy, những người biểu tình đã gặp nhau tại các địa điểm ở Vancouver và Chilliwack vào sáng thứ Bảy. Sau đó, đoàn xe đã đi trên Quốc lộ 1 với điểm đến là Quốc lộ 15 và đại lộ 8th Avenue và điểm chính dẫn đến đường dành cho xe tải. Tại một thời điểm thì những người biểu tình trở nên hung hãn với các phương tiện truyền thông tại chỗ và cảnh sát đã can thiệp để bảo đảm các phóng viên có thể tiếp cận xe của họ một cách an toàn. Trong khi đó thì một tình huống nóng bỏng đã xảy ra ở phía đông Vancouver cảnh hò hét và xô đẩy nhau nổ ra khi những người ủng hộ đoàn xe và những người phản đối ngược lại đã đối đầu nhau tại các con đường Hastings và Renfrew. Những người phản đối đoàn xe tải mang những biển báo với những thông điệp như là ra khỏi thành phố và về nhà đi để cho biết những người biểu tình của đoàn xe không được chào đón trong thành phố. Cảnh sát Vancouver đã có mặt tại hiện trường và nói rằng họ đã dọn sạch ngã tư và rằng đoàn xe phản đối đã rời khỏi thành phố. Tại Victoria thì cảnh sát cho biết con đường Bellevue Street đã bị đóng cửa tại đoạn đường Douglas vì thành phố cũng đang bị một chuỗi các cuộc biểu tình chống lại các lệnh COVID. Và hôm thứ Bảy là lần thứ hai những người biểu tình chống lại lệnh vaccine nhắm vào đường cao tốc Pacific Highway. Các cuộc biểu tình cũng đã được thiết lập gần đường biên giới tỉnh Saskatchewan. Một cuộc biểu tình chống lệnh COVID-19 đã được lên kế hoạch tại cửa khẩu duy nhất nối qua Hoa Kỳ mở 24 giờ của tỉnh Saskatchewan vào cuối tuần này, nhưng đã được cảnh sát chuyển hướng đến một địa điểm nhập cảnh gần đó. Ngã tư North Portal nằm cách Estevan của tỉnh Saskatchewan 40 km về phía đông nam, dọc theo biên giới Canada và Bắc Dakota. Cảnh sát hoàng gia RCMP đã thông báo cho công chúng và giới truyền thông hôm thứ Năm về các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại các điểm vào North Portal và Northgate những người biểu tình không có sự cho phép của chủ sở hữu đất địa phương và chính quyền đã chuyển hướng họ đi. Một số người biểu tình sau đó đã đi 20 km về phía đông đến cửa khẩu Northgate để biểu tình trên tài sản tư nhân gần đó. Thủ hiến Scott Moore đã nói chuyện trực tiếp với những người tham gia các cuộc biểu tình sau cuộc họp giao ban COVID-19 của tỉnh vào hôm thứ Sáu, nói rằng bạn có quyền được lắng nghe tiếng nói của mình, bạn có quyền phản đối ôn hòa, tuy nhiên đạo luật khẩn cấp đã được áp dụng. Thủ hiến Alberta cho biết sẽ phản đối đạo luật khẩn cấp liên bang tại tòa án. Thủ hiến Jason Kenney cho biết Alberta sẽ khởi động một cách chính thức trước tòa án trong là việc chính phủ liên bang kích hoạt đạo luật khẩn cấp. Trong một video được đăng trên Twitter vào chiều ngày thứ Bảy, Thủ hiến nói rằng hành động này là không cần thiết và không cân xứng và nó đã vi phạm công lý tự nhiên. Trước đó thì Thủ Hiến Jason Kennedy đã bày tỏ quan ngại về động thái này và nói rằng ông sẽ đưa ra lời phản đối tại cơ quan lập pháp của Alberta khi cơ quan này tiếp tục trở lại làm việc vào tuần tới. Trong Twitter, Thủ Hiến Kennedy đã tuyên bố rằng việc kích hoạt đạo luật khẩn cấp đã vi phạm quyền tài phán của tỉnh và sử dụng đạo luật khẩn cấp trong trường hợp này có thể dẫn tới một tiền lệ nguy hiểm. Thủ Hiến nhấn mạnh rằng các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh có thể đối phó với các vụ chặn đường bất hợp pháp mà không cần sự can thiệp của liên bang. Ông cũng tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ xem xét việc trở thành người can thiệp để hỗ trợ một trường hợp riêng biệt từ Hiệp hội Tự do Dân sự Canada để chống lại đạo luật khẩn cấp liên bang. Trong cuộc họp tranh luận giữa các bên bắt đầu từ ngày thứ Năm tại Hạ viện, Thủ tướng Justin Trudeau đã bảo vệ quyết định cần sử dụng đến đạo luật khẩn cấp này và ông nói vì lợi ích của tất cả người dân canada các cuộc phong tỏa và chiếm đóng bất hợp pháp phải dừng lại và các biên giới phải được mở ra đạo luật khẩn cấp mà các chuyên gia gọi là luật liên bang mạnh mẽ nhất trao cho chính phủ những quyền ngắn hạn để ban hành một số biện pháp mà thủ tướng justin trudeau cho biết hôm thứ hai khi ông kích hoạt đạo luật này là sẽ giúp kiểm soát tình hình ở ottawa Ukraine đã nhận súng máy thiết bị giám sát từ Canada khi mối đe dọa từ Nga gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là Oleksiy Reznikov cho biết Ukraine đã nhận được một loạt súng máy, thiết bị giám sát và súng trường từ gói hỗ trợ quân sự của Canada. Ông Reznikov cho biết trong một thuyết, chúng tôi đã nhận được viện trợ quân sự dưới dạng súng trường, súng máy có ống nhắm quan học và thiết bị giám sát, thiết bị nhìn đêm và thiết bị quân sự. Cảm ơn các bạn vì quyết định quan trọng và kịp thời này. Trong khi đó, hai khu vực ở miền đông Ukraine nơi mà chính phủ và các lực lượng ly khai chiến đấu kể từ năm 2014 đã bị tấn công bởi 1.400 vụ nổ hôm thứ Sáu. Theo dõi của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE cho biết, đã có sự gia tăng của các cuộc pháo kích hai nước Cộng hòa tự xưng là do Nga hậu thuẫn ở vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine đang là tâm điểm của sự gia tăng căng thẳng giữa Moscow và phương Tây về việc điều quân của Nga gần với biên giới Ukraine. Phái đoàn giám sát của OSCE đã triển khai trong khu vực xung đột, cho biết họ đã ghi lại 553 vụ nổ ở Donetsk và có thêm 860 vụ nổ được báo cáo ở vùng Luhansk lân cận và phái đoàn giám sát cũng đã xác nhận có một ca thương vong của dân thường trong khu vực do chính phủ kiểm soát ở Donetsk. Phó Thủ tướng Canada Freeland đã đi khỏi kịch bản kinh tế ở G20 để cảnh báo Nga về Ukraine. Bộ trưởng Tài chánh Canada Christia Freeland đã vượt ra ngoài chính sách kinh tế tại cuộc họp Tài chánh G20 hôm thứ Sáu để đưa ra một cảnh báo nghiêm túc đối với những người đồng cấp của Nga và không nên xâm lược nước láng giềng Ukraine, hai nguồn tin thân cận của bà cho biết theo Reuters. Trong cuộc họp tranh cãi tại G20 do Indonesia chủ trì, bà Freeland đã trực tiếp nói chuyện với Bộ trưởng Tài chánh của Nga là Anton Siwanov và thống đốc của Ngân hàng Trung ương là Elvira Nabiullina và cảnh báo họ rằng Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt đe bẹp trong trường hợp họ xâm lược và nếu Ukraine bị xâm lược thì tất cả các nền kinh tế và công dân của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bà Philon nói và các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ diễn ra nhanh chóng và các biện pháp sẽ được đối phó với nhau và sẽ rất trầm trọng các nước có cùng chí hướng đồng ý về đường lối này và chúng tôi đoàn kết và kiên quyết một nguồn tin hôm thứ hai nói rằng các quan chức Nga đã đáp lại bài phát biểu đầy ẩn ý của bà Freeland bằng cách nói rằng các báo cáo về mối đe dọa của một cuộc xâm lược là tin giả. Theo nguồn tin, bà Freeland là một người nói thông thạo tiếng Nga, từng là trưởng văn phòng Moscow của Financial Times và có người ông của bà là sinh ra ở Ukraine đã nói một câu bằng tiếng Nga bạn có thể nghĩ rằng một số chúng tôi có nền dân chủ cùng chí hướng ở đây bạn có thể nghĩ rằng các nền dân chủ là yếu nhưng mà đừng nghi ngờ chúng tôi và đừng nghi ngờ quyết tâm của chúng tôi Thưa quý vị, tháng 2 được công nhận là Black History Month, là tháng lịch sử của người da đen tại Canada. Đối với cộng đồng người da đen, họ đã nhìn thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực doanh nghiệp tại Canada nhưng muốn có nhiều vai trò cấp cao hơn. Là một phụ nữ da màu làm việc trong ngành do đàn ông da trắng thống trị, cô Polly Watkins đã quá quen thuộc với việc phải đối mặt với những ánh mắt ngạc nhiên trong các cuộc họp cấp cao Cô Watkins là một nhà tư vấn hiệu suất tại Cox Automotive cho biết, trong nhiều năm, cô đã phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực khi phải biện minh cho việc tại sao cô lại ở trong phòng với các quản lý khác hoặc những người giữ vị trí cấp cao. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong ngành công nghiệp xa hơi, từng giữ các vai trò quản lý tại nhiều công ty khác nhau, bao gồm Kia, Toyota, Tesla và GE Fleet. Lý lịch của Watkins đã nói lên điều đó Cô ấy đã leo lên các nấc thang của công ty và gần đây nhất đã được trao giải thưởng của chủ tịch bởi công ty hiện tại là Cox Automotive. Trong khi bản thân cô Watkins không phải đối mặt với sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc, cô ấy nói rằng cô ấy đã thấy điều đó xảy ra khá thường xuyên với những người da đen khác ở Canada với hồ sơ xin việc không vượt qua được vòng tuyển dụng. Một cuộc khảo sát mới do KPMG thực hiện ở Canada được công bố trong tháng này cho thấy 77% người da đen ở Canada thất nghiệp nói rằng triển vọng tìm được việc làm của họ không được cải thiện trong năm rưỡi qua. Gần 40% người da đen cũng cho biết triển vọng thăng tiến của họ không thay đổi nhiều trong 18 tháng qua vì những rào cản mang tính hệ thống. Tuy nhiên, cùng một cuộc thăm dò đó cho thấy, gần 7 trên 10 người Canada da đen cảm thấy người sử dụng lao động đã tiến bộ trong việc hòa nhập và bình đẳng hơn cho nhân viên da đen và cũng đã thực sự nỗ lực để thuê thêm người Canada da đen. Gần 60% cho biết chủ lao động của họ đang thực sự nỗ lực để thúc đẩy nhiều người Canada da đen hơn vào các vai trò lãnh đạo. Một tỷ lệ nhỏ, 19% cũng nói rằng họ đã nhận được một công việc mà trước đây họ thường bị bỏ qua. Hơn 80% số người được hỏi muốn thấy nhiều người da đen ở Canada được bổ nhiệm vào ban giám đốc hoặc các cấp quản lý cấp cao. Khi Ottawa cho biết họ sẽ bỏ xét nghiệm PCR trước khi đến cho khách du lịch, các đại lý du lịch đang nhận được trang ngập yêu cầu từ những người Canada mong muốn đặt kỳ nghỉ ngay bây giờ khi chính phủ liên bang cho biết họ sẽ bỏ xét nghiệm PCR trước khi đến cho những khách du lịch mà đã được tiêm phòng đầy đủ kể từ 28 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Jean-Yves Duclos thông báo vào hôm thứ ba rằng du khách sẽ vẫn được yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 trước khi đến nhưng thay vào đó, họ có thể chọn làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh, được phép thực hiện không quá một ngày trước chuyến bay theo lịch trình hoặc khi đến nơi biên giới đất liền. Xét nghiệm kháng nguyên nhanh thường rẻ hơn và phổ biến rộng rãi hơn là xét nghiệm phân tử PCR và có thể cung cấp kết quả chỉ trong vài phút cũng bắt đầu có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng vào Canada với cha mẹ mà đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không còn phải bị tránh trường học, nhà trẻ hoặc là những nơi đông đúc khác trong 14 ngày như trước đây. Một số đại lý du lịch cho biết, họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn khi các quy tắc du lịch đang thay đổi. Theo Catherine là một đại lý du lịch của Direct Travel ở Montreal cho biết, Tôi đang nhận được rất nhiều booking đặt chuyến đi. Tôi không chắc liệu mình có thể xử lý tất cả các khách hàng của mình hay không. Còn Charlene Dudley là chủ sở hữu của Latitude Concierge Travels có trụ sở tại Burlington, tỉnh Ontario, cho biết email của cô ấy đã bị nổ tung vì những người muốn đi du lịch vào kỳ nghỉ xuân này trong vòng 24 giờ qua. Lưu ý một điều là các xét nghiệm nhanh sẽ cần được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hoặc là cơ quan chăm sóc sức khỏe vì vậy, các xét nghiệm tại nhà sẽ không được chấp nhận. Và sau đây là cập nhật tình hình thời tiết tại một số tỉnh. Tại tỉnh Manitoba, nhiều quốc lộ đã bị đóng cửa, bao gồm đường cao tốc Perimeter, với cảnh báo bão tuyết ở phía nam Manitoba. Do gió mạnh thổi qua miền nam Manitoba đã dẫn đến đóng cửa nhiều đường cao tốc khác nhau vào thứ bảy, bao gồm cả con đường vòng quanh Winnipeg. Thời tiết bất lợi đã khiến xa lộ Premier xung quanh Winnipeg bị đóng cửa, cũng như các làng đường đi về phía tây của xa lộ xuyên Canada, từ Premier đến portage La Prairie và từ Brandon đến Verdun. Kể từ tối thứ Bảy, các đường cao tốc khác bị đóng cửa bao gồm quốc lộ 2 từ Fannystown đến Haywood, quốc lộ 3 từ Sperling đến quốc lộ 342, quốc lộ 10 từ quốc lộ 25 đến quốc lộ 357, quốc lộ 13 từ Em Creek đến Carmen, quốc lộ 23 từ quốc lộ 3 đến quốc lộ 34, quốc lộ 23 từ quốc lộ 432 đến Kane, quốc lộ 30, 31, 32 từ quốc lộ 14 đến biên giới Hoa Kỳ, quốc lộ 34 từ quốc lộ 245 đến biên giới Hoa Kỳ, quốc lộ 83 từ quốc lộ 1 đến Berto, quốc lộ 201 từ Altona đến quốc lộ 32, quốc lộ 244 từ quốc lộ 245 đến quốc lộ 3, quốc lộ 245 từ quốc lộ 244 đến Carmen, quốc lộ 306 từ Ken đến biên giới Hoa Kỳ và quốc lộ 432 từ quốc lộ 23 đến biên giới Hoa Kỳ. Cơ quan môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão tuyết cho một số khu vực vào thứ Bảy vì dự báo gió đông nam mạnh sẽ tăng tốc độ lên tới 50 km một vào giữa trưa. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Winnipeg, Stanback, Selkirk, Portage La Prairie, Morden, Winkler và xa về phía Tây như là Killarney và Pilot Mount. Dự báo có thể có tới 10 đến 15 cm tuyết rơi ở một số khu vực, đặc biệt là xung quanh White Shell, Lac du Bonnet và bãi biển Victoria. Dự kiến tuyết rơi dày đặc sẽ bắt đầu vào chiều thứ bảy và dần dần hết vào sáng chủ nhật. Vào Chủ nhật thì những cơn gió Tây Bắc vừa phải với tốc độ từ 40 đến 50 km một giờ sẽ phát triển trên Red River Valley khi một khối không khí lạnh hơn đẩy vào khu vực này. Môi trường Canada dự báo nó sẽ dẫn đến tuyết thổi nhiều hơn nhưng giảm dần khi gió yếu đi. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng việc đi lại có thể nguy hiểm do tầm nhìn bị giảm. Bão tuyết và thứ sáu đã khiến các con đường bị đóng cửa và các trường học bị đóng trên khắp miền nam Manitoba một số con đường ở New Brunswick còn đang trong tình trạng đóng cửa sau trận mưa bão. Các đoàn cứu hộ tiếp tục khôi phục đường sau khi mưa lớn và gió lớn gây ra tình trạng trơn trợt trên khắp New Brunswick. Một số đường cao tốc đã đóng cửa vào ngày thứ Sáu ở các khu vực đông nam của tỉnh và tiếp tục đóng cửa vào tối thứ Bảy. Người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải New Brunswick là ông Mark Taylor cho biết quốc lộ 106 gần với Sackville và quốc lộ 114 gần với vương quốc gia Fundy vì tình trạng ngập lụt. Hai con đường thứ cấp bao gồm quốc lộ 875 gần Sussex và quốc lộ 645 gần với Fetterton cũng bị đóng cửa vì bị ngập nước. Ông Taylor kêu gọi người New Brunswick hãy theo dõi kênh NB511 để biết trước các dự báo và có những tác động ảnh hưởng nào khi đi du lịch vào cuối tuần. Hàng ngàn người bị mất điện khi cơn bão di chuyển qua Maritimes. Hàng ngàn người không có điện và nhiều trường học đã phải đóng cửa ở Nova Scotia và New Brunswick vào ngày thứ Sáu vì một cơn bão khác mang thời tiết ẩm ướt và gió lớn tới vùng Maritimes. Nova Scotia Power đã mở trung tâm hoạt động khẩn cấp vào ngày thứ Năm trước cơn bão. Trung tâm đã cung cấp một địa điểm để phối hợp lập kế hoạch khôi phục và ứng phó với sự cố mất điện. Công ty điện cho biết họ đang có 400 nhân viên thuộc đoàn cứu trợ đang làm việc để khôi phục nguồn điện trên toàn tỉnh. Theo công ty điện lực của Nova Scotia đã báo cáo có 269 sự cố mất điện, làm ảnh hưởng tới 5.000 khách hàng trên toàn tỉnh tính tới 8 giờ 30 tối ngày thứ Sáu. Tại New Brunswick thì có 1.085 khách hàng của New Brunswick đã không có điện cũng vào thời điểm này và Maritime Electric đã báo cáo có 29 khách hàng không có điện tính đến 8 giờ 30 tối thứ Sáu. Thời tiết và tình trạng mất điện đã buộc một số trường học phải đóng cửa và các lớp học đã bị hủy bỏ tại các trung tâm giáo dục của vùng eo biển ở Cape Breton và Victoria. Có một số ít trường học khác đóng cửa ở Nova Scotia, trong khi một số trường học cho học sinh nghỉ học sớm do tình trạng nguồn điện chập chờn. thời tiết mùa đông và tuyết dự kiến sẽ trở lại các vùng của Alberta vào cuối tuần này. Sau một đợt tương đối khô ráo thì dự kiến sẽ có khoảng 10 cho tới 20 cm tuyết rơi từ chiều thứ bảy cho tới tối chủ nhật trên khắp các vùng ở Alberta. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo tuyết rơi cho các khu vực của tỉnh. Nó bao gồm các thành phố Calgary, Kananaskis, Kenmore, Okotoks, Crowness Pass, High Level, Hilton và Rocky Mountain House. Môi trường Canada cũng có cảnh báo gió có hiệu lực cho khu vực Carston và Crowness Pass. Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm đột ngột trong khoảng thời gian sáng thứ Bảy cho đến Chủ nhật, dao động giữa 10 độ và âm 15 độ C. Nhà khí thực học Johanna Wastaff cho biết chúng ta có thể thấy những ngày lạnh nhất trong mùa với gió lạnh gần âm 40 độ C vào đầu tuần tới tại thành phố Calgary thì họ cho biết đang chuẩn bị cho một lượng tuyết đáng kể dự kiến sẽ tới trong long weekend. Để chuẩn bị cho đợt thời tiết này, các nhân viên bổ sung đang được lên lịch và các nhà thầu đã sẵn sàng hỗ trợ. Trước khi tuyết rơi thì các đội đã áp dụng vật liệu chống đóng băng tại các địa điểm thường dễ gây ra sự cố bao gồm những làng rẽ, các dốc, giao lộ và các sàn cầu thành phố khuyến cáo mọi người nên chú ý với điều kiện đi lại của đường do có nhiều tuyết và trơn trượt vào sáng ngày Chủ nhật. Sau 16 ngày thi đấu đầy sôi động, Thế vận hội Bắc Kinh 2022 sẽ chính thức hạ màn vào Chủ nhật với lễ bế mạc. Buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ tối giờ địa phương. Buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ tối giờ địa phương và có nhiều cách để người hâm mộ thể thao có thể xem chương trình bất chấp trên lệnh múi giờ 13 giờ giữa Bắc Kinh và Central Canada. Đội Canada có 215 vận động viên. Đây cũng là con số nhiều thứ ba từ trước đến nay cho một kỳ Thế vận hội mùa đông. Và đây cũng là năm có nhiều vận động viên nữ nhất với 106 vận động viên nữ. Những người cầm cờ cho lễ khai mạc là vận động viên trượt băng tốc độ Charles Hamelin và ngôi sao khúc côn cầu Mary Philip Pauline đều giành được huy chương vàng tại Bắc Kinh. Anh Hamelin, đây là Thế vận hội thứ năm cũng là thế vận hội cuối cùng mà anh tham gia đã giúp đội đua tiếp sức nam giành huy chương vàng. còn cô Pauline đã ghi hai bàn trong trận tranh huy chương vàng khúc công cầu nữ để giúp củng cố chiến thắng trước đối thủ Hoa Kỳ. vận động viên trượt tuyết tốc độ Isabel Wideman sẽ là người cầm cờ cho lễ bế mạc của Canada. cô Wideman cũng đã trở thành vận động viên đua xe tốc độ đường dài thứ hai của Canada giành được hơn hai huy chương tại một thế vận hội mùa đông. Waterman, Ivany Blondin và Valerie Maltese đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi đồng đội. Sau khi giành được huy chương vàng cùng đồng đội, cô Waterman cũng đã giành huy chương bạc ở cự ly 5.000m và và huy chương đồng ở cự ly 3.000m. Bắc Kinh là thành phố đầu tiên tổ chức cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông và cũng đã sử dụng một số địa điểm từ Thế vận hội mùa hè 2008. Cho đến tối thứ Bảy thì Canada đã đạt được 26 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng, 8 bạc và 14 đồng. Norway thì đứng đầu bảng với nhiều huy chương nhất cũng như nhiều huy chương vàng nhất, với tổng cộng 37 huy chương, trong đó 16 là huy chương vàng, 8 bạc và 13 đồng. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này, quý vị xin hãy bấm nút like, chia sẻ phản hồi và share video đến cho nhiều người xem. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Trước nhận định của NATO nói rằng Nga có thể xâm lược Ukraine mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Người đứng đầu khối châu Âu nói Nga có thể bị cắt khỏi thị trường tài chính và hàng hóa công nghệ cao, cũng như các lệnh trừng phạt năng lượng của Nga khi căng thẳng Ukraine leo thang. Canberra cho biết, Hải quân Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay quân sự của Úc. Cơn bão Eunice đang tàn phá châu Âu, 16 người thiệt mạng và hàng triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện trên khắp châu Âu. 12 người vẫn mất tích sau khi lửa nhấn chìm phà khi Lạp, Ý tăng doanh số bán sữa mẹ trực tuyến trong bối cảnh cảnh báo về rủi ro. Quả dâu tây khổng lồ lập kỷ lục Guinness thế giới. Và câu chuyện của một người đàn ông đã sống trong rừng Singapore 30 năm. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin thế giới ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Nga có thể bị cắt khỏi thị trường hàng công nghệ cao một quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết Moscow sẽ bị hạn chế về quyền tiếp cận với các thị trường tài chính và hàng hóa công nghệ cao theo các lệnh trừng phạt của phương Tây trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, một quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết. Theo lời bình luận từ Ursula von der Leyen, là người đứng đầu của Ủy ban điều hành EU đưa ra khi căng thẳng về ý định của Nga đối với Ukraine gia tăng. Von Thielen cho biết nhóm điều hành của EU đã phát triển một gói toàn diện và mạnh mẽ về các biện pháp trừng phạt tài chánh có thể có đối với Nga cùng với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada. Trong trường hợp Nga tấn công, chúng tôi sẽ hạn chế khả năng tiếp cận thị trường tài chánh đối với nền kinh tế của Nga và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ ngăn chặn khả năng Nga hiện đại hóa và đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Và bà nói thêm, và chúng tôi có rất nhiều hàng hóa công nghệ cao nên mà chúng tôi có vị thế thống trị toàn cầu và điều đó hoàn toàn cần thiết đối với Nga và không thể thay thế dễ dàng. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson cho biết Vương quốc Anh đã phối hợp chặt chẽ với các biện pháp trừng phạt với EU. Và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong cuộc gặp hôm thứ Ba với Putin rằng Nga sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị kinh tế và địa chiến lược cho bất kỳ sự vi phạm nào nữa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho đến nay vẫn chưa xác định rõ hành động chính xác nào của Nga sẽ gây ra các lệnh trừng phạt. Một quan chức Pháp muốn giấu tên cho biết khi Tổng thống Biden trao đổi với các nhà lãnh đạo phương Tây hôm thứ Sáu cho hay họ đang nói chuyện về một cuộc xâm lược lãnh thổ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Kiev các khu vực ở phía đông của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của những người ly khai thân Nga, những người đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ năm 2014 khi Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Alalina Bebek khi được hỏi về những hành động nào của Nga sẽ gây ra các lệnh trừng phạt, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào sau cuộc họp ở Munich với những người đồng cấp từ nhóm 7 cường quốc công nghiệp và Ukraine. Bà cho biết các quan chức phương Tây đã nói rõ ràng một cuộc xâm lược thực tế không phải là kịch bản duy nhất có thể xảy ra, mà là được chuẩn bị cho mọi tình huống, sử dụng một phép tương tự trong cờ vua. Và nếu bạn báo trước năm bước đi tiếp theo của mình trước công chúng thì bạn sẽ không thể thành công một cách đặc biệt. Người đứng đầu của khối EU nói về các lệnh trừng phạt năng lượng của Nga khi căng thẳng của Ukraine leo thang. Chủ tịch của Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng các biện pháp trừng phạt năng lượng chống lại Nga sẽ là một lựa chọn nếu mà nước này xâm lược Ukraine. Khi được hỏi về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga, thì von der Leyen cho biết hôm thứ Bảy rằng mọi thứ đang được đưa ra để bàn luận. Thủ tướng Ý Mario Draghi đã lập luận rằng bất kỳ lệnh trừng phạt tiềm năng nào chống lại Nga không nên bao gồm nhập khẩu năng lượng. Ý là một trong những nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Nga trong Liên minh châu Âu. Von der Leyen cho rằng điều quan trọng là không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào và lưu ý rằng 2 phần 3 xuất khẩu năng lượng của Nga là sang châu Âu và điều này chiếm một lượng đáng kể ngân sách của Nga. Và bà cho rằng đó không phải là một bước đi thông minh để mà Nga tách châu Âu khỏi nguồn cung cấp khí đốt của mình. Von der Leyen đã trứng an Draghi rằng châu Âu sẽ được cung cấp khí đốt từ nơi khác và một mạng lưới đường ống xuyên lục địa để mang lượng khí đốt cần thiết đến Ý, để Ý cũng ở bên an toàn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Ủy ban châu Âu đã làm việc chăm chỉ để giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết Hoa Kỳ tin rằng Putin đã quyết định thực hiện một cuộc tấn công vào Ukraine trong những ngày tới. Người đứng đầu NATO nói rằng Nga sẽ có thể xâm lược Ukraine mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đặt ra câu hỏi khiến cho thế giới phải quan tâm trong nhiều tuần liệu Nga có tấn công Ukraine hay không. Ngay cả những người trong chính phủ của Nga, ngoài tổng thống Vladimir Putin, dường như không ai biết câu trả lời, nhưng mà thực tế vẫn là sự tích lũy quân đội và khí tài quân sự của Nga gần với biên giới Ukraine lớn nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tại có hơn 150.000 quân Nga đang đóng quân tại nhiều điểm khác nhau dọc theo biên giới với Ukraine, lực lượng Nga cũng đã được bố trí tại Belarus, một đồng minh nằm ở phía bắc của Ukraine. Bình luận của Stoltenberg được đưa ra khi quân đội Nga phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào ngày thứ Bảy để thể hiện sự sẵn sàng về hạt nhân của nước này. Và đó là một phần của cái mà Điện Kremlin gọi là cuộc tập trận theo kế hoạch của các lực lượng răng đe chiến lược lực lượng hàng không vũ trụ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzo. Các tàu và tàu ngầm của hạm đội phương Bắc và Biển Đen đã phóng tên lửa hành Caliber và tên lửa Zircon vào các mục tiêu trên biển và trên mặt đất. Một tuyên bố của Tổng thống Nga hôm thứ Bảy cho biết, các nhiệm vụ dự kiến trong cuộc diễn tập của lực lượng răng đe chiến lược đã được hoàn thành đầy đủ và tất cả các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu được giao. Moskva đã khẳng định không có kế hoạch xâm lược Ukraine và các lực lượng của họ ở Belarus sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự diễn ra trong những ngày tới. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt kinh tế và ngoại giao nghiêm khắc đối với Nga nếu mà một cuộc xâm lược được diễn ra. Quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố hồi đầu tuần rằng họ sẽ rút một số binh sĩ của mình để đánh dấu sự kết thúc của các cuộc tập trận cho các thị trường thở phào nhẹ nhõm nhưng mà các nhà lãnh đạo phương tây nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào về sự cắt giảm thực sự của các lực lượng xung quanh Ukraine. Người đứng đầu của NATO nói thêm một điều đáng lo ngại nữa là lời lẽ rất đe dọa và đồng thời lưu ý rằng chúng tôi đã thấy những nỗ lực của nga nhằm viễn cớ để tấn công Ukraine và chúng tôi đã thấy có những cáo buộc sai trái về nạn diệt chủng. Chúng tôi đã thấy có những cáo buộc vi phạm về lệnh ngừng bắn ở Donbass. Và tất cả những điều này tất nhiên là làm tăng thêm bức tranh rằng đây là mối nguy hiểm thực sự về một cuộc tấn công của Nga. Mỹ đã cáo buộc Nga âm mưu dàn dựng một cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine để làm cớ cho một cuộc xâm lược vào Ukraine. Vào đầu tháng 2, nhà trắng cho biết họ có thông tin tình báo của Nga đang xem xét sử dụng một đoạn video dàn dựng về một cuộc tấn công Ukraine có sự tham gia của các diễn viên Điện Cameron đã phủ nhận việc họ đang chuẩn bị cho một hoạt động cơ giả và cáo buộc này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine kéo dài, trong đó Mỹ và NATO lo ngại về cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn ra. Bộ Quốc phòng Úc cho biết vào hôm thứ Bảy, một tàu hải quân Trung Quốc đã chiếu tia laser vào một máy bay quân sự của Úc đang bay qua các hướng tiếp cận phía bắc của Úc và có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng Tàu Trung Quốc đang đi về phía đông cùng với một tàu PLAN khác qua biển Arafura vào thời điểm xảy ra vụ việc. Biển nằm giữa bờ biển phía bắc của Úc và bờ biển phía nam của New Guinea. Bộ Quốc phòng cho biết cả hai tàu kể từ đó đã quá cảnh qua eo biển Torres và ở biển Coral. Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của họ đã trở nên tồi tệ sau khi Canberra cấm Huawei Technologies khỏi mạng băng thông rộng 5G của Úc vào năm 2018, tăng cường luật pháp chống lại sự can thiệp chính trị của nước ngoài và thúc giục một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19. Vào năm 2019, các tàu dân quân biển của Trung Quốc đã bắt đầu một loạt các cuộc tấn công bằng laser vào các phi công Úc khi đang bay trên biển Đông. Theo một báo cáo của Australia Broadcasting Corporation, cơ quan truyền thông của Úc Cơn bão Eunice đang tàn phá khắp châu Âu, ít nhất 16 người đã thiệt mạng khi bão Eunice đã tàn phá khắp châu Âu. Các trường hợp tử vong đã được báo cáo ở Bỉ, Hà Lan, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Ireland và Vương quốc Anh do những cơn gió dữ dội làm đổ cây và tung các mảnh vỡ. Hàng triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện trên khắp châu Âu và mạng lưới giao thông đã bị xáo trộn. Lực lượng tuần duyên Hà Lan cho biết Họ đang cố gắng xác định vị trí 26 container vận chuyển rỗng bị mất tích trên biển Bắc. Những cơn gió giật đã lên đến hơn 120 mile mỗi một giờ, tức là gần 200 km mỗi một giờ, đã được ghi nhận vào thứ Sáu. Bốn người chết ở Hà Lan, tất cả đều do cây đổ, và bốn người khác thiệt mạng ở Ba Lan. Ba người thiệt mạng trên các con đường ở Vương quốc Anh, hai người tử vong ở Đức và hai người tử vong ở Bỉ, trong đó có một người đàn ông bị tấm pin mặt trời thổi bay từ một tòa nhà ở Ghent đã rơi vào đầu. Một nhân viên hội đồng ở độ tuổi 60 đã chết ở County Westford, Cộng hòa Ireland khi bị cây đè. Khoảng 30 người ở miền Bắc nước Pháp bị thương trong các vụ tai nạn đường bộ do bão. Các container vận chuyển 40 feet, tức là 12 mét, đã bị mất từ tàu Marco số 5 có đăng ký Panama quanh quần đảo Wadden trên đường đến Đức lực lượng tuần duyên Hà Lan cho biết họ đang sử dụng trực thăng và một tàu kéo khẩn cấp để tìm kiếm, trong khi các tàu trong khu vực cũng được yêu cầu theo dõi. Ở những nơi khác ở Hà Lan, phần mái của sân vận động của đội bóng đá Ado Den Haag đã bị xé toạc ở The Hague và các chuyến tàu cao tốc đến Bỉ, Pháp và Anh đã bị hủy bỏ. Tại Đức, nhà điều hành đường sắt Deutsche Bahn cho biết hơn 1.000 km, tức là 620 dặm đường ray đã bị hư hại Bà Lan vẫn có một triệu khách hàng bị cắt điện vào chiều thứ Bảy. AFP đưa tin, sau khi phía Tây Bắc của đất nước này bị ảnh hưởng nặng nề. Các chuyến phà qua eo biển Mons, tuyến đường vận chuyển đông đúc nhất thế giới đã bị đình chỉ, trước khi cảng Dover của Anh mở cửa trở lại vào chiều thứ Sáu. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy tại các sân bay, bao gồm sân bay Heathrow và Shipton. Khoảng 155.000 ngôi nhà ở Anh vẫn bị mất điện vào cuối ngày thứ Bảy, sau khi cơn bão Eunice đánh sập hơn 1,3 triệu hộ gia đình vào ngày hôm trước, theo các công ty năng lượng cho biết. Cơn bão Đại Tây Dương dữ dội này mang theo sức gió kỷ lục lên đến 122 dặm một giờ, tức là 196 km một giờ. Tiến đến Vương quốc Anh đã giết chết 3 người ở Anh và gây ra gián đoạn trên diện rộng. Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng của Anh cho biết, 1,22 triệu khách khách hàng trong số khoảng 1,3 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão và đã được kết nối lại vào lúc 4 giờ chiều và thứ Bảy. Tuy nhiên, 155.000 người vẫn không có điện. Hầu hết ở khắp miền Nam nước Anh, miền Đông đất nước và miền Nam xứ Wales, 12 người vẫn mất tích sau khi ngọn lửa nhấn chim phà nói liền Hy Lạp và Ý. Theo tin của cơ quan chức năng Hy Lạp cho biết, 12 người vẫn đang mất tích sau vụ hỏa hoạn quét qua một chiếc phà chạy từ Hy Lạp đến Ý vào sáng sớm thứ Sáu. Các nhà chức trách của Hy Lạp cho biết hôm thứ Bảy khi các nhân viên cứu họa đã phải chiến đấu đến ngày thứ Hai để kiểm soát ngọn lửa. Những đám khói bốc ra từ Euro Ferry Olympia mang cờ ý khi mà các nhân viên cứu hỏa từ một tàu gần đó phun nước lên chiếc phà đang bốc cháy ở biển Ionian. Tổng cộng có 241 hành khách và 51 thủy thủ đoàn có mặt trên tàu khi mà ngọn lửa bùng phát vào đầu ngày thứ sáu và các tàu cứu hộ đã di chuyển phần lớn trong số 280 người được cứu đến đảo Corfu gần đó. Chiếc phà dài 183 mét bốc trái trên đường từ Agomenissa là một cảng ở phía tây của Hy Lạp tới cảng Brinisi của Ý. Hành trình kéo dài 9 giờ. Các hành khách mất tích đến từ Bungary, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Lithuania, cảnh sát biển của Hy Lạp cho biết người thân của họ đã phải đối mặt với sự đau đớn khi mà chờ tin tức. Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng làm mát nhiệt độ trái ở trên con tàu trước khi các đội cứu hỏa lên tàu để tiếp tục hoạt động tìm kiếm một quan chức của đội cứu hỏa cho biết cảnh quay trên không do lực lượng tuần duyên Hy Lạp công bố hôm thứ sáu cho thấy hàng loạt xe tải bị cháy trên bông, bị cháy đen khi ngọn lửa bốc cháy trên tàu. Chiếc tàu thuộc sở hữu của Grimaldi Line và công ty cho biết chiếc phà đang chở 153 xe tải các loại. vào cuối ngày thứ sáu thì các thủy thủ đoàn của Hy Lạp đã giải cứu hai người, một người Bungary và một công dân Afghanistan. Bộ Ngoại giao của Bungary cho biết có 127 người Bungary trên tàu và hầu hết những người được giải cứu đã được đưa tới khách sạn ở trên Corfu. Bộ Công tổ viên đã yêu cầu một cuộc điều tra về vụ việc này. Thuyền trưởng và hai kỹ sư của con tàu đã bị tạm giữ một thời gian ngắn để làm chứng và sau đó đã được thả. Tăng doanh số bán sữa mẹ trực tuyến trong khi có những cảnh báo về rủi ro các chuyên gia đã giống lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng bán sữa mẹ trực tuyến ngày càng gia tăng và cảnh báo rằng sữa mẹ có thể chứa vi khuẩn, thuốc và virus có hại, bao gồm cả HIV. Những lo ngại đã khiến cho eBay xóa những rau bán sữa mẹ khỏi nền tảng của mình và đồng thời họ cho biết đã cập nhật bộ lọc tự động để ngăn sữa mẹ được bán trên trang web này. Tiến sĩ Sarah Steele là một nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Đại học Cambridge cho biết mặc dù sữa mẹ đã được bán một thời gian trên các nền tảng trực tuyến, nhưng mà thông thường nó đã được liệt kê với một số thông tin về những nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng trong những tuần gần đây, sau khi các báo cáo ở trên mạng xã hội về việc các bà mẹ đã kiếm được tới 10.000 bản Anh từ việc bán sữa của họ cho những người tập thể hình, Steele đã nhận thấy số lượng quảng cáo tăng lên rõ rệt có một số ngân hàng sữa ở Anh cung cấp sữa mẹ miễn phí cho những em bé có nhu cầu. Tuy nhiên, họ sẽ tiến hành kiểm tra lối sống của những người hiến tặng để tìm ra các yếu tố như là hút thuốc hoặc là sử dụng ma túy. Và sàng lọc những người hiến tặng để kiểm tra các bệnh nhiễm trùng bao gồm HIV, viêm gan B và giang mai. Bản thân sữa mẹ cũng được sàng lọc và thanh trùng để bảo đảm an toàn nguy cơ từ sữa không được kiểm tra có thể chứa cytomegalovirus hoặc gọi tắt là cmv thường được tìm thấy trong các hộ gia đình có nuôi mèo mặc dù virus nói chung là vô hại nhưng mà nó có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và người lớn có hệ miễn dịch suy yếu still bổ sung nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng sữa mẹ từ những người bán hàng trực tuyến có thể chứa nhiều vi khuẩn gram âm có thể là do thói quen vệ sinh kém và có thể gây hại. Quả dâu tây khổng lồ đã lập kỷ lục Guinness thế giới. Một người nông dân Israel tên là Janhi Erel đã trồng được quả dâu tây nặng nhất thế giới theo kỷ lục Guinness thế giới. Với trọng lượng là 289 gram, quả dâu tây này nặng gấp 5 lần trọng lượng trung bình của một quả mọng thông thường thuộc giống Island, địa phương. Ông Nidai nhà nghiên cứu tại Viện Volcani của Israel, nơi chủng này được phát triển, cho biết. Quả dâu tây này dài 18cm và chu vi là 34cm. Ông Ariel đã cất giữ quả dâu tây khổng lồ trong tủ đông để làm bằng chứng và hy vọng chờ đợi được xác nhận đó là một kỷ lục. Thời tiết lạnh giá bất thường vào đầu năm 2021 đã làm chậm quá trình chính của quả dâu tây, khiến nó tiếp tục tăng cân, theo trang web của cuốn sách kỷ lục Kỷ lục trước đó được giữ bởi một nông dân Nhật Bản, người đã phát hiện ra một quả dâu tây nặng 250 gram trong vụ thu hoạch của mình vào năm 2015. Cập nhật về tình hình COVID tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 của ngày 19 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết có 41.980 ca mắc mới COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 6.840 ca khỏi bệnh và 65 ca tử vong. Hà Nội có số ca mắc COVID cao nhất với 4.869 ca, Bắc Ninh có 2.002 ca mắc mới và các khu vực ghi nhận có trên 1.500 ca COVID mới bao gồm Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Phú Thọ, Hải Phòng và Ninh Bình. Kể từ đầu dịch cho tới nay, Việt Nam đã có 2.740.293 ca nhiễm với 39.423 ca tử vong tổng số ca được điều trị khỏi là 2 triệu 268.020 ca và số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.017 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18 tháng 2, có 711.894 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho tới nay là 190.919.218 liều. Sau đây là câu chuyện của một người đàn ông đã sống trong rừng Singapore 30 năm Singapore được biết đến là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao trên thế giới, không thiếu những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp. Nhưng đối với một người đàn ông, nơi mà ông ta gọi là nhà là một nơi trú ẩn tạm thời trong một trong những khu rừng của đất nước này. Khi gặp ông Ong Go Seng, điều đầu tiên đập vào mắt bạn là ánh mắt của ông ấy. Mặc dù đã ở tuổi 79, ông trông phong độ hơn hẳn so với nhiều người bằng nửa tuổi của ông. Đầu tháng này câu chuyện về ông Ô sống trong một khu rừng đã lan truyền ở Singapore với nhiều người trên khắp đất nước phản ứng với sự bàng hoàng. Một số đặt câu hỏi, tại sao đã không ai trao sự giúp đỡ cho ông ấy và thậm chí còn tò mò hơn, làm thế nào mà ông ấy đã có thể sống được cuộc sống này mà không được chú ý trong 30 năm qua. Rắc rối bắt đầu vào Giáng sinh. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày lễ Giáng sinh khi ông Ô bị giới chức chặn lại và phát hiện ông buôn bán mà không có giấy phép. Ông ấy đang bán rau cải và ớt mà ông đã trồng. Sau khi đại dịch xảy ra khiến ông ấy mất công việc bán hoa cho các chợ. Ông ô tin rằng ông đã bị một khách hàng bất mãn báo cáo sau khi có bất đồng về số tiền 1 đô la Singapore mà ông đã tính phí cho hàng hóa của mình. Đúng lúc đó, một nhân viên từ thiện đang đi ngang qua và nhận thấy các quan chức đã tịch thu rau cải của ông Âu. Cô Vivian Pan cho biết cô cảm thấy tức giận, thay cho ông Ô và nói thêm rằng tôi không muốn ông ta về tay trắng vào ngày hôm đó. Cô Pan đã quay lại cảnh xảy ra và đăng nó lên Facebook, và clip này đã nhanh chóng lan truyền và hoàn cảnh của ông Ô cuối cùng đã được một thành viên quốc hội địa phương chú ý. Sau đó, nghị sĩ Len-en Khoa sớm phát hiện ra rằng câu chuyện của ông Ô còn nhiều điều hơn thế trên thực tế, ông ấy đã sống không được chú ý trong một khu rừng trong 30 năm qua. Ông ô lớn lên cùng gia đình ở Sange Tenga, một ngôi làng Kempong địa phương. Tuy nhiên, vào những năm 1980, những ngôi làng Kempong này đã bị đập bỏ để nhường chỗ cho những tòa nhà cao tầng mới. Hầu hết cư dân Kempong đã được chính phủ cung cấp nhà mới, nhưng ông ô không được một nơi ở cho riêng mình. Tuy nhiên, anh trai của ông đã nhận được một căn hộ của chính phủ và ông ô được mời đến sống ở đó. Nhưng cuối cùng, ông đã chuyển ra ngoài vì ông nói rằng ông không muốn là gánh nặng cho gia đình. Vì vậy, ông đã quay trở lại một khu rừng gần nơi ngôi nhà cũ của ông trước đây và bắt đầu qua đêm trong một ngôi nhà tạm bỡ được dựng từ những mảnh gỗ, tre và tấm bạc. Khi đến gần nơi trú ẩn, bạn thấy tro ở ngưỡng cửa từ đống lửa mà ông ô dùng để nấu nướng đồ đạc của ông thì nằm ở giữa lều và phần sau của chiếc lều làm nơi ngủ của ông khu vườn gần lều của ông là nơi ông tự trồng thức ăn cho mình những dây phơi quần áo ngoằn ngoèo giữa những tán cây và hàng rào bảo vệ khu trồng rau khỏi những kẻ xâm nhập cây mít cao chót vót che mát cho căn lều của ông cung cấp nhiều bóng râm và ông không bao giờ cảm thấy khó chịu bất chấp cái nóng và độ ẩm nhiệt đới oi bức của singapore ông nói rằng cô đơn chưa bao giờ là một vấn đề ông ấy luôn giữ mình bận rộn chăm sóc khu vườn của mình nhờ điều kiện thời tiết tạo phát triển tốt cho khu vườn theo ông thì khía cạnh tồi tệ nhất của việc sống trong rừng là những con chuột chúng sẽ tìm đường vào căn lều của ông và đục lỗ quần áo của ông ông ô cũng làm những công việc bình thường khác nhau khi có thể nhận được công việc Ông Ô đôi khi dùng số tiền kiếm được để đi phà đến Batam, một hòn đảo nhỏ nước láng giềng Indonesia. Tại đó, ông đã gặp Madame Tassi và ông đã có với bà một cô con gái. Tuy nhiên, sau những chuyến thăm thường xuyên vào cuối tuần tới Batam, ông Ô sẽ trở về ngôi nhà trong rừng của mình ở Singapore. Giống như gia đình ở Singapore, vợ và con gái của ông Ô, hiện 17 tuổi, nói rằng họ không biết ông ấy sống như thế nào ông ấy luôn trả lời rằng ông sống trong một khu vườn. Các chuyến đi của ông O đến Ba Đồng Tả dừng lại sau khi đại dịch xảy ra. Với việc Singapore đóng cửa phần lớn biên giới và chỉ cho phép đi lại đối với những người sẵn sàng trả tiền cho cách ly và các xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, ông Ô vẫn kiên trì giúp đỡ gia đình về mặt tài chánh bằng cách gửi cho họ từ 500 đến 600 đô la Singapore mỗi tháng. Tình trạng vô gia cư là tương đối hiếm ở Singapore. Trung bình đất nước này là một trong những dân số giàu có nhất trên trái đất. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới thì tổng sản phẩm quốc nội GDP trên đầu người của thành phố này đạt gần 60.000 đô la. Ngoài ra Singapore cũng có một hệ thống nhà ở công cộng rộng khắp với gần 80% cư dân sống trong các khu bất động sản do ủy ban phát triển nhà ở trợ cấp xây dựng và quản lý. Tuy nhiên, mặc dù những người vô gia cư không phải là cảnh phổ biến trong thành phố, nhưng ước tính có khoảng 1.000 người Singapore vô gia cư. Vào tháng 2 năm ngoái, mùng 1 Tết nguyên đáng, với sự hỗ trợ của nhóm nghị sĩ địa phương thì ông Ô đã nhận được một ngôi nhà mới để ở. Ông Lian cho biết nhóm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ông Ô, bao gồm việc tìm kiếm các trợ cấp xã hội dài hạn và đoàn tụ với vợ và con gái của ông ở Indonesia căn hộ một phòng ngủ mà ông ta ở chung với một người đàn ông khác nhỏ và một ít đồ đạc cần thiết cho căn hộ do những nhà hảo tâm trao tặng. Ông Ô hiện đang là tài xế đưa đón người lao động nước ngoài từ công việc này sang công việc khác và đôi khi làm công việc làm vườn. Ngày chuyển đến cũng là lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ ông đón Tết nguyên đáng cùng với gia đình tại Singapore và ông cười chia sẻ, tôi đã ăn rất nhiều và có rất nhiều loại thức ăn mà tôi đã không được nếm trong nhiều năm. Thật là tuyệt vời, tôi cũng được xem tivi lần đầu tiên sau hơn 30 năm, tôi rất thích nó. Tuy nhiên, ông vẫn nhớ cuộc sống tự do ở trong rừng nên ngay cả bây giờ tôi vẫn quay trở lại rừng mỗi ngày. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, mặc quần áo và ra ngoài kiểm tra rau của mình. Làm tất cả như vậy trước khi một ngày làm việc của tôi bắt đầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với biên tập viên Thiên Hà và Nhân Nguyễn. kính chào quý vị khán thính giả Chào mừng quý vị đến với chương trình giải trí ngày 20 tháng 2 Bởi biên tập viên Nhân Nguyễn và Thiên Hằng. Bản tin hôm nay bao gồm các mục chính như sau Giải thưởng Oscar sẽ có thêm hạng mục phim được người hâm mộ yêu thích nhất Brad Pitt kiện Angelina Jolie vì bí mật bán khu điện trang rượu vang thuộc sở hữu của cả hai Chiến dịch của Victoria's Secret giới thiệu người mẫu đầu tiên mắc hội chứng đau liên hoan phim dành cho người da màu Toronto kỷ niệm năm thứ 10 thành lập với dàn sao tham dự. Ngôi làng ma ở Tây Ban Nha xuất hiện sau 30 năm bị chìm dưới nước. Và đến với chuyên mục điểm phim, mời quý vị theo dõi bộ phim The Cruise. Giải thưởng Oscars sẽ có thêm hạng một phim được người hâm mộ yêu thích. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sắp diễn ra vào tháng tới, sẽ bao gồm thêm giải thưởng cho bộ phim dựa trên sự yêu thích của người hâm mộ. Hạng mục giải thưởng mới này sẽ do người dùng Twitter bình chọn cho bộ phim mà họ yêu thích. Thông báo được đưa ra sau khi một số bộ phim bơm tấn được lòng khán giả, bao gồm Spider-Man No Way Home và No Time To Die, đã không giành được đề cử trong các hạng mục trao giải quan trọng. Với quyết định mới được công bố, bất kỳ bộ phim nào được phát hành vào năm 2021 đều có thể được bình chọn trong hạng mục mới bằng cách Sử dụng nhãn dáng Oscar's Fan Favorite trên Twitter hoặc thông qua trang web của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Người hâm mộ điện ảnh sẽ có thể bình chọn tối đa 20 lần mỗi ngày cho đến ngày 3 tháng 3. Ngoài ra sẽ có 3 khán giả may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên để được tham dự vào lễ trao giải của năm sau. Song song với bình chọn cho hàng mục giải thưởng mới, một cuộc thăm dò riêng biệt sẽ yêu cầu những người bình chọn chọn ra khoảnh khắc hấp dẫn trong bộ phim yêu thích của họ. Năm khoảnh khắc được lựa chọn phổ biến nhất sẽ được trình chiếu trong lễ trao giải Oscar năm nay. Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 tại khán đài B. Theater. Brad Pitt kiện Angelina Jolie vì bí mật bán khu điền trang rượu vang thuộc sở hữu của cả hai. Cuộc chiến hậu ly hôn giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Khi mới đây, tài tử đã nộp đơn kiện vợ cũ vì nữ diễn viên đã bí mật bán khu điện trang rượu vang ở Pháp, vốn từng thuộc sở hữu của cả hai. Khi còn là vợ chồng, Brad Pitt và Angelina Jolie đã mua khu điền trang Chateau Miraval ở Corinth, Pháp vào năm 2008. Brad Pitt cho biết anh đã đầu tư rất nhiều tiền và thời gian vào nơi này trong suốt nhiều năm. Theo nam diễn viên chia sẻ, Chính anh là người đã làm nên thành công của khu điền trang, vì đến năm 2013, nữ diễn viên Angelina Jolie đã không làm được gì nhiều ở đó. Đến tháng 10 năm ngoái, Brad Pitt cho biết anh đã bị sốc khi biết một công ty có tên là Tenuto de Mondo, một công ty con của Stolid Group, công ty sản xuất vodka do nhà tài phiệt người Nga Yuri Sifler điều hành, đã mua lại cổ phần của Julie ở khu điền trang. Phía tài tử cho rằng vợ cũ đã không hỏi ý kiến của anh trong thương vụ lần này. Brad Pitt cũng cho rằng Julie đã cố ý gây cản trở trong công việc kinh doanh của anh. Mối quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie từ trước đến nay đã thu hút không ít sự quan tâm từ dư luận. Cả hai quen biết nhau khi đóng chung phim Mr. and Mrs. Smith. Sau đó, tài tử đã ly dị với nữ diễn viên Jennifer Aniston để hẹn hò cùng với Angelina Jolie hai người kết hôn năm 2014 và có sáu người con chung. Đến năm 2016, Angelina Jolie nộp đơn ly dị Brad Pitt vì lý do nhiều quan điểm khác biệt không thể hòa giải. Chiến dịch của Victoria's Secret giới thiệu người mẫu đầu tiên mắc hội chứng đao. Trong tuần này, Người mẫu 24 tuổi Sofia Tirau đã trở thành người mẫu đầu tiên mắc hội chứng đau xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho Victoria's Secret. Người mẫu Puerto Rico đã xuất hiện cùng với 17 cô gái khác để quảng bá cho bộ sưu tập mới của hãng, với hy vọng sẽ giúp Victoria's Secret củng cố được sự cam kết chào đón và tôn vinh tất cả phụ nữ, theo một tuyên bố báo chí của thương hiệu cho biết. Bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của Sofia Tirau, chiến dịch của Victoria's Secret, còn có sự góp mặt của những người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên với đủ màu da, kích thước cơ thể và độ tuổi khác nhau. Đó là những cái tên nổi tiếng trong giới như Hailey Bieber, Taylor Hill hay Valentina Sampaio, người mẫu chuyển giới công khai đầu tiên của thương hiệu nội y vào năm 2019. Chiến dịch mới đa dạng lần này là một phần trong những nỗ lực không ngừng của Victoria's Secret trong việc cải thiện hình ảnh gợi cảm mà hãng đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ sau những lời chỉ trích về việc các hình mẫu bị giới hạn, cũng như việc phải hủy bỏ màn trình diễn thời trang nội y từng rất được mong đợi. Victoria's Secret cũng đã thông báo vào mùa hè năm ngoái rằng họ sẽ tập trung vào việc tạo ra đầu lót dựa trên mọi hình dạng, kích cỡ và xuất xứ cho phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Liên hoan phim dành cho người da màu Toronto kỷ niệm năm thứ 10 thành lập với dàn sao tham dự. Luân hoan phim dành cho người da màu Toronto năm 2022, TBFF, đã chính thức ra mắt vào thứ tư, kỷ niệm 10 năm thành lập và tháng lịch sử của người da màu với một danh sách sáng giá, bao gồm các tài năng người Canada với những tác phẩm điện ảnh và âm nhạc được quốc tế đánh giá cao. Đây là lần thứ hai liên tiếp liên hoan phim người da màu Toronto được công chiếu hoàn toàn trực tuyến, tạo điều kiện cho người xem có những phút giây thưởng thức điện ảnh vào những lúc rảnh rỗi. Liên hoan phim diễn ra ngày 16 đến ngày 21 tháng 2, bao gồm 18 buổi công chiếu thế giới, 28 buổi công chiếu quốc tế và 60 buổi công chiếu tại Canada. Sự kiện năm nay còn đặc biệt dành riêng cho cố diễn viên Sydney Poitier. Những thành tựu cũng như đóng góp của ông trong ngành giải trí đã được tôn vinh trong suốt liên hoan phim lần này. Liên hoan phim cũng sẽ có chuỗi biểu diễn trực tiếp với các nghệ sĩ và nhạc sĩ người da màu thể hiện tài năng của họ trên Facebook Live. Ngoài ra, 35 nhà làm phim triển vọng người da màu đến từ các thành phố lớn nhất của Canada cũng sẽ trình chiếu các bộ phim ngắn mà họ đã thực hiện khi làm việc chung với người da màu ở Canada, Fabian Collas Foundation. Liên hoan phim Người da màu Toronto được thành lập vào năm 2013 bởi Fabian Collas Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm quảng bá phim ảnh, nghệ thuật và văn hóa ở Canada. Ngôi làng ma ở Tây Ban Nha xuất hiện sau 30 năm bị chìm dưới nước. Khi hạn hán vẫn đang kéo dài ở vùng Tây Bắc Tây Ban Nha, một ngôi làng ma đã được hiện ra dưới đáy hồ chứa Ontolindoso. Ngôi làng cổ này tên là Aserrido nằm ở biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Làng Aceredo đã bị nhấn chìm cách đây ba thập kỷ, khi một đập thủy điện đã làm ngập thung lũng và tạo ra hồ chứa. Thỉnh thoảng, người ta vẫn trông thấy những mái nhà thấp thoáng còn sót lại khi nước rút, nhưng giờ đây, cư dân trong khu vực đã có thể nhìn thấy toàn cảnh cuộc sống vào năm 1992. Những bức ảnh chụp từ lòng sông cho thấy một thị trấn đã được bảo tồn theo thời gian, và nó được ví như một Atlantis thời hiện đại. Những tòa nhà bị sập một phần mái, những thùng đầy chai bia rỗng hay thậm chí một đài phun nước cũ vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vì mực nước quá thấp, người dân đã có thể đi vòng quanh ngôi làng trên nền sông khô nứt nẻ. Đây là lần đầu tiên toàn bộ thị trấn được phơi bày kể từ khi đập nước được xây dựng. Hồ chứa Ontolindoso hiện ở mức 15% dung tích sau đợt hạn hán, không có bất kỳ lượng mưa nào trong khu vực trong 2 tháng và nó có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn. Trong khi các khu vực khô cằn của bán đảo Iberia trong lịch sử đã từng trải qua thời kỳ hạn hán, các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đã góp phần làm trầm trọng thêm vấn đề này. Nhân ngày Family Day, 21 tháng 2, mời quý vị đến với bộ phim The Cruise, gia đình nhà Cruise. Một bộ phim hoạt hình 3D thể loại phiêu lưu của Mỹ. Phim được lồng tiếng bởi các tên quen thuộc như Ryan Reynolds, Emma Stone, Nicolas Cage. Bộ phim hoạt hình mang đậm tính chất phiêu lưu và hài hước này sẽ đưa khán giả quay trở lại thời kỳ sơ khai của trái đất, hay chính xác hơn là kỷ nguyên chưa được phát hiện, thời điểm khi thiên nhiên vẫn còn khá hoang sơ, hệ động vật và thực vật mà chúng ta biết đến ngày nay vẫn chưa xuất hiện khi hang động của gia đình nhà cruz bị phá hủy họ buộc phải bắt tay vào một cuộc phiêu lưu tìm kiếm ngôi nhà mới trong chuyến phiêu lưu của mình gia đình nhà cruz đã gặp một chàng trai du mục đang trong quá trình tìm kiếm cái gọi là ngày mai sau khi anh chàng này cảnh báo gia đình nhà cruz rằng thế giới sẽ sắp sụp đổ và họ phải rời đi nơi khác điều đó đã đưa tất cả mọi người cùng tham gia một chuyến phiêu lưu mang tính thử thách cao hơn cuộc phiêu lưu không chỉ gói gọn trong việc tìm kiếm một chỗ ở mới mà còn dạy cho gia đình nhà cruz bài học về cách vượt qua nỗi sợ căn bản và khám phá những gì họ cần để tồn tại bộ phim hoạt hình the cruz là một tác phẩm điện ảnh khai thác về tình cảm gia đình nhất là mối quan hệ giữa cha và con gái bên cạnh đó bộ phim còn mang đến những thông điệp về tầm quan trọng mà cách chúng ta nhìn nhận về vấn đề trong cuộc sống the cruz hiện đang có mặt trên netflix Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 19 tháng 2 năm 2022 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.119 đồng Việt Nam. 1 Canada thì bằng 18.193 đồng Việt Nam. Trong khi đó theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7853 đô la Mỹ và bằng 0,6928 đồng Euro. Giá dầu thô WTI là 91,07 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 93,54 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.897,36 đô la Mỹ một ounce. Và trước khi khép lại bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống là câu chuyện cám dỗ là mây mờ che phủ lý trí với dòng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới hàng ngày trên kênh Culture Channel. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi rất mong quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video tiếp theo. Xin kính chúc quý vị và các bạn một tuần lễ dài, long weekend an lành và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình trong ngày lễ Family Day. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin của ngày thứ ba. Câu chuyện cuối tuần Cám dỗ là mây mờ che phủ lý trí Một con cáo phát hiện một chuồng gà Nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà thế là nó nhịn đói suốt 3 ngày. Cuối cùng đã vào được. Tuy nhiên sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại 3 ngày mới ra được. Cuối cùng con cáo xót xa than thở rằng bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích. Đời người không phải cũng như vậy sao? đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng không ai có thể mang theo tài sản và nhanh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để đem theo cùng dùng tuổi trẻ để kiếm tiền nhưng tiền lại không mua được tuổi trẻ dùng mạng sống để kiếm tiền nhưng tiền lại không mua được mạng sống dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền nhưng tiền không mua lại được hạnh phúc dùng thời gian để kiếm tiền nhưng tiền không mua lại được thời gian cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không thể nào mua lại được cuộc đời của chúng ta vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi vui vẻ làm việc tận hưởng cuộc sống trân quý tất cả những gì mà mình có được hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương vui vẻ mà sống trọn từng ngày sống một ngày vui vẻ là sống một ngày sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy và vui vẻ sống trọn một ngày một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario